nhằm chia sẻ thông tin cập nhật về tình hình chính sách thương mại của hai nước Việt Nam Ấn Độ trong giai đoạn hiện nay cũng như các cơ hội và biện pháp hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp hai bên. Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo trực tuyến xúc tiến thương mại Việt Nam Ấn Độ, cơ hội và thách thức hậu Covid-19. Theo Cục xúc tiến thương mại, Ấn Độ với số dân gần 1,4 tỷ người là thị trường lớn có tiềm năng tiêu thụ nhiều sản phẩm thế mạnh của Việt Nam như nông sản, sơ sợi dệt, dệt may, giày dép, hóa chất, mây che cói, v.v. Trong đó có rất nhiều sản phẩm như nhãn, vải, chôm chôm, sầu riêng được người dân Ấn Độ ưa chuộng. Không chỉ có nhiều tiềm năng về hợp tác thương mại, hợp tác đầu tư Việt Nam Ấn Độ cũng có nhiều triển vọng. Hiện nhiều doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Ấn Độ, Tập đoàn SK, NTPC, HCL, GMR đang tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Trao đổi tại hội thảo, hai bên đã tìm hiểu rõ hơn nhu cầu, năng lực của nhau, tiến tới thỏa thuận các cơ hội hợp tác xúc tiến thương mại vì lợi ích của doanh nghiệp đôi bên, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp an toàn vượt qua đại dịch, chuẩn bị sẵn lực lượng ứng phó nhanh với các diễn biến thương mại, diễn biến thị trường sau khi dịch Covid-19 kết thúc, góp phần củng cố quan hệ thương mại đã được xây dựng trên những nền tảng bền vững giữa hai nước Việt Nam và Ấn Độ. Quý 1 năm 2020, tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Ấn Độ đạt trên 2,3 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ đạt gần 1,4 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu Việt Nam từ Ấn Độ đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù rất khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, Việt Nam và Ấn Độ phấn đấu đạt mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều 15 tỷ đô la Mỹ trong năm nay.